Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ thắng dĩa dành cho xe mô tô, dành cho hầu hết tất cả các dòng xe mô tô mà các bạn không cần phải cắt hàng hay là chế cháo gì hết, mà các bạn chỉ cần gắn vô và căng và chạy thôi. Thì cái bộ này nó đặc biệt ở cái chỗ đó. Còn mà nào muốn chế thì ok, mình sẽ chế thêm một vài cái nữa để cho nó đẹp. Nhưng mà trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ này là các bạn chỉ cần plug and play thôi, không cần chế cháo gì hết. Đầu tiên đó chính là cái cùi. Đây là cái cùi gắn dĩa vô. Thì cái cùi này nó cái size này nó có cái size là 13. Thì khi mà các bạn gắn vô những cái dòng xe 150cc trở lên thì hầu như là vừa hết Honda, Suzuki và Yamaha. Thì cái cùi này, nguyên lý hoạt động của nó cũng khá là đơn giản. Đây là ốc của nó. Thì ở đây nó sẽ có 6 con ốc. Các bạn bắt 6 con ốc này vô và các bạn úp vô cái đùm của mình. Thì 6 con ốc này nó sẽ bấu vô cái đùm và nó giữ cái cùi này lại. Và sau đó các bạn gắn cái dĩa này vô. Đây chính là cái dĩa của nó. Đợt này mình về cái dĩa này nha. Đó. Thì khi các bạn gắn vô cái cùi và gắn cái dĩa vô là mình đã làm xong được cái phần dĩa rồi. Cái này các bạn không cần mang ra tiệm, các bạn có thể tự gắn được luôn. Nếu mà các bạn cầm được thì các bạn gắn tự xử luôn. Tại vì xe của mình là mình cũng tự gắn, không có mang ra tiệm. Thì nó khá là đơn giản, thì mình nghĩ các bạn sẽ làm được. Và dĩa này là nó dày tới 3 ly nha các bạn. Tiếp theo là đến cái con heo dầu. Đây là con heo dầu đi theo xe. Thì con này nó là F-Racing. Con này nó tới 2 piston đẩy. Nên đâm ra là mình thấy nó khá là chắc chắn và ngon. Nó rất là ok luôn các bạn. Ngoài ra nó gắn cho mình thêm một cái, nó gọi là cái, nó gần như là một cái piston đóng, có nghĩa là nôm na nó gọi là ABS cơ. Thì cái cục này á, cái tính năng của nó là nó đóng dần nha các bạn, có nghĩa là khi mà các bạn đạp một cái, thay vì cái con heo dầu này nó bóp vô luôn, thì qua cái con này nó sẽ đóng kịch vô, nghĩa là nó hãm. Cái khi mà các bạn vô tình á, các bạn đạp phanh quá mạnh thì cái con này á, nó sẽ hãm cái hơi đó lại và nó đóng dần vô cái dĩa. Thì nó tránh cái trường hợp là các bạn mà thắng mạnh quá là nó bó đĩa, là nó rớt bánh xe, thì cái con này nó sẽ hãm lại một phần cho các bạn nha. Đó, nó nôm na nó gọi là ABS cơ. Nhưng mà cái theo thì mình được biết là cái ABS có nghĩa là nó đóng mở, thì nó làm cho cái dĩa của mình và cái bánh xe của mình nó chạy an toàn hơn. Thì cái con này là nó đóng từ, thì nó khác nhau ở chỗ đó nha các bạn. Thì nó gắn cho mình thêm cái cục này nữa thì mình thấy nó khá là ok, khá là ngon đó. Rồi tiếp theo đó đến là cái ban đạp. Tại sao mình nói là các bạn không cần phải chế cháo gì? Bởi vì nó thiết kế cái ban dầu này, cái bộ phận đẩy dầu này nó nằm ở phía dưới luôn. Nó nằm ở phía dưới cái như con heo dầu mình bắt ở phía trên, thì con này nó nằm phía dưới như vậy. Nằm phía dưới. Thì khi mà con này nó sẽ link với lại cái bàn đạp của các bạn qua cái cây này. Đó, qua cái cây này. Thì cái cục này nó sẽ vô cái móc kéo này. Đó, thì các bạn gắn vào đây thì nó sẽ kéo lên. Nó kéo lên thì nó, đây nó kéo lên thì nó sẽ, nó đẩy cái dầu, nó đẩy cái dầu xuống dưới đây thì nó thắng lại. Thì cái nguyên lý cơ bản nó là như thế. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh với các bạn là, thứ nhất là cái bộ heo dầu này nó khá là to và nó chắc chắn. Và cái thứ hai đây chính là cái giữ heo. Thì đây là một cái cục sắt giữ heo và nó dày, khá là dày, 5 ly ở một xăng đó bạn. Nó rất là dày và nó cứng. Thì cái nguyên lý của nó gắn là các bạn gắn cái trục vô đây luôn, gắn cái trục xe vô đây, và nó có những cái ốc chốt đi theo để các bạn có thể căn chỉnh cho nó hợp lý với lại cái con heo dầu này, với lại cái dĩa. Thì cái con này mình thấy nó rất là nặng và nó cứng, thì cái khả năng là cái con heo dầu của các bạn
công thì hầu như không có. Rất là chắc cho các bạn. Thì cái nguyên lý là khi mà các bạn gắn vô cái trục thì cái chỗ này, con ốc này, nó sẽ gắn vô cái cần đỡ, cái cần giữ của cái đường cũ á. Thì khi mà các bạn gắn vô thì nó sẽ cố định cây này và nó sẽ cố định con heo dầu của mình. Thì đó là cái nguyên lý hoạt động cơ bản của nó. Thì đây là cái bộ mà Plug and Play là gắn cho hầu như tất cả các loại xe. Và các bạn xe nào cũng có thể gắn được và các bạn có thể tự sửa được luôn. Nếu mà các bạn sợ không có chỗ nào gắn, các bạn có thể tự gắn được luôn. Thì mình thấy đó khá là ổn. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà mình nói là ví dụ các bạn muốn chế, thì thực ra chế nó nằm ở một cái mức độ là ví dụ như là các bạn không muốn xài cái con này phía dưới, mà các bạn muốn xài cái con heo dầu giống như hàng zin. Thì bây giờ mình sẽ quay cái xe của mình để cho các bạn coi sơ sơ nha. Mình mới chế thì giống như mình nói, đây là cái bát của nó này các bạn, cái cần này là nó giữ này, cần này nó giữ. Thì đây là cái bát zin của nó, và đây là con heo đó, con heo của mình. Và đây là cái dĩa này đó, mình tự sửa cho xe mình luôn. Thì ý mình nói là ở đây là các bạn sử dụng một cái con heo dầu khác, các bạn sử dụng một cái ben dầu khác thì các bạn xài cho cái thắng của mình. Thì hiện tại mình mới chuyển sang cái dòng này. Thì ở đây là mình chế một cái bát vô đây nha các bạn, gắn vô cái bàn đạp này đó. Thì tùy xe các bạn là nó sẽ chế nó cái bát này nó khác nhau thôi. Thì ở đây nó có hai ốc, mình gắn vô thôi, mình cố định này lại. Thì thường cái cần đạp này của các bạn á, nó sẽ nằm phía trên đây này. Ví dụ như các bạn không muốn cắt ra, các bạn có thể dùng cái trục nãy mình nói. Còn nếu mà các bạn mà muốn sử dụng con này, bắt buộc các bạn phải cắt ra, cắt ra để các bạn hàn ngang ra ha. Thì sau khi hàn ngang ra, các bạn sẽ gắn vô cái ben đậy này. Thì khi mà các bạn đạp thì dầu nó sẽ đậy lên. Thì mình dùng cái dòng không bình dầu để cho nó tiện nha các bạn. Còn bạn nào không thích thì tùy thôi, nhưng mà mình thấy cái loại này nó cũng khá là tiện, thế nên ra là mình sử dụng cái loại không bình dầu. Thì dầu nó nằm trực tiếp trong cái bình này luôn này các bạn. Đó, ở đây nó có một cái bình chính xem dầu. Thì nói nôm na là các bạn không cần chế cũng được, hoặc là các bạn chế cũng được. Nếu mà không cần chế, các bạn sử dụng con cái bình dầu zin của nó theo cái bộ dĩa này. Đó, đây theo bộ dĩa này thì các bạn gắn vô cái trục dưới này, thì là rồi sử dụng cái cần này gắn vô đây rồi kéo thôi là ok nha các bạn. Còn cái con này thì nó vẫn là tính năng của nó là nó vẫn là nó là heo dầu và nó bóp dầu thôi đó. Con này nó khá là lớn, nhìn nó rất là đẹp các bạn, dễ này. Còn các bạn muốn chế thì mình có một cái heo thôi, mình có một cái bình dầu rồi đây. Dòng này là dòng của thằng Abyssin này. Đó, loại này khá là ok. Thì các bạn thích thì chơi cái dòng này. Con này nó là bằng nhôm nhưng mà nhìn nó rất là đậm đẹp. Rồi ok. Còn bạn nào mà muốn chơi zin thì vẫn zin được. Rồi ví dụ các bạn gắn vô rồi sau này các bạn về zin các bạn bán chẳng hạn thì sẽ vẫn có giá. Còn ví dụ các bạn để nguyên cũng ok, để nguyên thì các bạn đổ qua thêm cái này, các bạn mua thêm cái tên này nữa, các bạn sử dụng thôi. Thì mình thấy nó khá là ổn. Thì cái combo này hiện tại mình đang bán full là 2.3 triệu nha các bạn. Còn những cái này các bạn có thể mua thêm rồi. À, cái này mình bán rồi. Rồi à, bạn nào muốn đẹp nữa thì có thể sử dụng cái này, mình cũng bán rồi luôn. Đây là một cái giữ heo, một cái giữ heo khác. Cái này cũng vô trục này các bạn. Rồi, cái này là các bạn phải khoan một cái lỗ ở cái góc để các bạn bắt con ốc vô để nó giữ cái này lại, nó sẽ cứng. Và mình sẽ làm thêm một cái bát nữa là mình gắn con heo dầu vào hai cái lỗ này thì nó sẽ giữ như vậy. Đó, thì nó sẽ gọn gàng hơn. Nhưng mà mình thấy thì cái loại này nó vẫn cứng hơn rất nhiều so với loại này. Thì tùy các bạn nha, các bạn xài loại nào thì xài loại đó.